Đây, xin chào cả nhà nha. Qua mẫu đơn mình bắt đầu nở rồi nha bà con. Đây, để mình quay tặng cho coi nha. Đây, nó bự lắm bà con ơi, lớn lắm. Đó, qua mẫu đơn đó. Ở đây nữa nè. Đó, nó lớn như vậy nè. Đó, đang trời mưa lâm râm, mưa một bữa một chắc hư hết quá. Cái bông màu đỏ nó chưa nở nha bà con. Cái này mới màu vàng trước thôi nha. Đẹp lắm. Để mình đi vòng qua. Cái bông nó nặng quá. Cái bông nó nặng quá cho nên nó quằn xuống không à. Nó nặng gì đó. Mình phải dỡ nó lên mình mới quay được nha. Nó lớn lắm bằng cái dĩa dừa dừa vậy đó. Bà con dòm cái tay mình đứng cầm vô vậy đó. Lớn lắm. Và nó thơm nha bà con, thơm. Nó có hai ba loại lận. Nó còn nữa, nó chưa nở đâu. Còn cái này tới cả chục bông lận. Mới nở trước có 4 bông thôi. Còn 5-6 bông nữa lận. Đó, qua mẫu đơn đó. Mấy cái bà vua mà ở bên Trung Quốc đó, hồi xưa ưa đội mấy cái bông trên đầu đó là bông hoa mẫu đơn đó bà con. Cái này hoa này nó nằm trong tứ hoa nè, 4 loại hoa quý đó. Thay vì bông mai, bông lan, mẫu đơn, cúc. Mà cúc đại nha bà con, chứ không phải là cúc nhỏ nha. Cúc bự mà cúc tai bự á mới nằm trong tứ hoa, chứ không phải là cúc mà nhỏ 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 đó là không có xếp vô hàng tứ hoa đâu nha. Cúc lớn á mới là tứ hoa. Đẹp quá. Một năm mình chỉ coi được có một mùa thôi. Đó, năm bây giờ hiện giờ 4 bông rồi, nó nở còn thêm 6-7 bông nữa lận. Còn bên đây thì nó chưa có nở nha bà con. Cái cây màu đỏ, đây cây màu đỏ thì nó chưa có nở nè. Nó chưa có nụ luôn bà con ơi. Ồ, sao năm nay cây màu đỏ nó chưa có nụ luôn nữa nè. Cây màu đỏ của mình chưa có nụ luôn nha. Wow, đừng nói năm nay không có bông nha. Không thấy nụ rồi bà con ơi. Đây, ở dưới này thì cây màu vàng nè. Màu vàng này thì không có bự bằng cái màu vàng trên kia. Nó cái nụ nó hơi nhỏ hơn nè. Đây nữa nè. Nó nụ nhỏ thôi. Đây, xin chào cả nhà. Qua mẫu đơn của mình nở rồi nha bà con. Hôm nay quay là nó chưa nở nha. Wow, vô lúc chưa biết hả? Để đây nè. Wow, here, small one here. Nè. Đẹp quá bà con ơi nè. Quá trời đẹp luôn. Nhiều lắm nha bà con, còn bông nhỏ ở đây nữa nha. Ở dưới này nó coi chừng gãy nha con. Đây nữa nè, đó. Đây có mấy bông để bà nội đếm coi. 1, 2. À, nó ấn nó bẻ được. 3 cái nè, 5 cái nè. 6, 7 nè. 8 nè. 9 nè, 10, 11 cái. Wow. Đây cái bự lắm bà con ơi, bay lớn nè. Bà tay nè. Đó. Đó, đẹp chưa? Con chụp hình cho mẹ em coi. Để mày cầm lên chút coi. Nó. Wow, đây nó này chụp nó hai bông liền mà. Nó dính rồi. Đẹp quá bà con ơi, nó bự lắm. Thơm bát ngát à. Sao cái cây này mẹ chưa thấy nó nụ bông nè. Nó nở buổi lần trước, buổi trước, buổi sau. Đó. Đó. Chưa đẹp chưa? Wow, bữa nay qua mẫu đơn bắt đầu nó nở hết rồi nha bà con. Nở còn mấy bông nữa thôi à. Wow, nhiều quá nè. Đây. Wow, dài vô trong nữa kìa. Đó, rồi lên trên nữa kìa. Ở trong mấy cái bông mị trong kia nữa. Ồ, nở bụp bụp hết rồi kìa. Đó. Nhiều chưa? Cái mấy cái trên đó rụng rồi, tàn rồi. Đây. Đó, cái màu này là màu ruby eye nha bà con nha, ruby eye. Đây, ruby eye đây trên này nữa nè. Đây cây gì? Cây tí tô cũng mọc đầy chứ nè ông nội, đây bự rồi nè. Đó.
Đó, lan loại mới nở đen thù lùi đó. Cái này giống mới nữa nè. Cái chậu này cũng được 7 bông nè. Năm nay ít, năm nay không có nhiều. Cái chậu này cũng đẹp lắm nè, đó. Cái này mới nở đợt sau nha bà con. Qua tới bên đây, đây là bụi lan trắng. Cây gì ta, cây gì quên rồi, cây cái gì nó đeo lên bộ lan nó mọc trời, cái cây tự nhiên quên tên, cây rau gì lá tím tím, ờ tí tô, trời ơi nó mọc đầy chân nè bà con ơi, không biết lan ta nằm trên trên vàng không biết sao nó bò, nó bay hột lên tới trên nó mọc nè, đó đóng đóng cây tí tô ở vùng này nó dễ sống dữ lắm, bay tới đâu đáp tới đó. Cái màu cái ruby ai đó ở đây trong này bụi nữa nè, đẹp chưa đó. Ở đây quay cho bà con coi nha, có đầu lá tí tô nó mọc trong cái bụi ruby ai của mình nè, nó tí tô mọc vậy đó, tốt dễ sợ không. Đây được một bụi ruby ai nữa nè mà tí tô nó đeo đầy hết rồi, bữa nay nó nở nhiều rồi bà con ơi. Bụi này mười mấy bông quá trời. Bữa nay nó nở rộ rồi nè, nhiều quá trời luôn. Đây bữa nay bông chim nở rồi nha, bông chim cò này nè, đẹp chưa, được 3 bông. Cái loại bông chim này đặc biệt lắm nha bà con, nó cái giống nó, cái lá nó nhỏ xíu à, giống như cái muỗng thôi chứ không phải giống mấy cái bông chim khác bự nha. Cái lá người ta bự, con này bụi này loại đá nhỏ của Bắc Mười á, hội trưởng giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cho tặng cho mình đó, nó nhỏ, cái lá nó giống như cái muỗng thôi, ngộ lắm, nó khác hơn mấy cái bông chim khác. Đó, đây trời ơi con ốc sên nó đeo tới trên cái bông nè. Đây ở đây mình có thêm một bụi nữa nha bà con, cái bụi này là cái lá bự nè, đó bông chim đó, đó mà cái lá nó bự vậy đó, khác hơn cái bụi kia nha. Đó cho nên cái bụi của Bắc Mười cho là quý lắm, còn cái bụi này thì rất là bình thường thôi, ở ngoài chợ bác nhiều lắm bà con ơi. Đó còn cái bụi của bác thì mình không thấy.